Câu C. 2 1 0. Bấm máy tính đi tì. Bấm sao nói cho người ta biết nè. Bấm on. 2 1 0. Rồi bàn. Rồi bấm ship. F A C T. Ủa bàn. Bấm nhẹ nhẹ thôi. 2 x 3 x 5 x 7. 2 x 3 x 5 x 7 chốt chưa? 2 x 3 x 5 x 7. Bắt đầu tìm ước nè. Ước của 2 1 0. Thứ nhất ước là gì ạ? Là chia. Luôn luôn có số 1 giúp lợi nha. Chốt. Sau đó một số nè, 2. Một số nè, 3. Một số nè, 5. Một số nè, 7. Chốt một số hết chưa? Tiếp hai số nè, hai số là bắt đầu nặng đô rồi đó. 2 nhân bao nhiêu? 2 nhân 3 là 6. 6, tiếp tục nè, 2 nhân 5 nhiêu? 2 nhân 5 là 10. 10. 2 nhân 7 nhiêu? 14. Tiếp tục nè, 2 đã xong chưa? Rồi đừng có để ý nó nữa, tiếp 3 nhân 5. 15. 3 nhân mấy? 3 nhân 7 nhiêu? 21. Tiếp số 3 hoàn thành rồi đúng không? Tới số 5 nhân 7 nè. 35 nè. Hai số xong chưa? Tới 3 số nè. Bắt đầu 3 số còn nặng đô nè. Đây nhiêu? 2 nhân 3 nhân 5 nhiêu? 2 nhân 3 nhân 5 á hả? Bằng 30. 2 nhân 3 nhân 5 30 chuẩn. Tiếp 2 nhân 3 nhân 7 nè. 2 nhân 3 nhân 7 ra 42. Chắc chưa? Chắc chắn. Kinh nghiệm 42. Tiếp nè, số 2 xong rồi tới nè, 3 nhân 5 nhân 7. 3 nhân 5 nhân 7 rồi. Đúng rồi. Hết 3 số chưa? Rồi. Ở 4 số nhân lại đi. Nhiều. 3 số nhân 5 30 bằng ra 210. Viết vô.